Bà cụ ngoài 80 tuổi này là một trong 4 ca nặng được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang với dấu hiệu sốc nhiễm trùng. Sau một ngày hồi sức tích cực đã có tiến triển tốt, hô hấp tuần hoàn ổn định. Được biết cả gia đình 6 người ăn đều bị đau bụng tiêu chảy, nhưng chỉ có bà bị nặng, người lả đi không đứng được vững. Nhập viện thì khoảng 30-40 ca là toàn thể là ngộ độc gì bị ăn chè này không. Rồi mới táo quả lên thì nguyên một sớm đi lên nghe nói là bị tiêu chảy về chè này. Còn với bệnh nhân ngoài 50 tuổi này vẫn đang khỏe mạnh bình thường, sau ăn 8 tiếng bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngộ độc nặng, hiện đang phải lọc máu liên tục. Ổng ăn 2 chén, tôi thì ăn chén, mà tôi thì không có sao, có ổng nặng. Trường hợp nặng nhất là một phụ nữ 63 tuổi suy đa tạng vẫn đang hôn mê phải thở máy. Một trường hợp nặng thì được chuyển đến khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị từ ngày 5 tháng 2. Thì đến hiện tại thì đã có 2 trường hợp là đã điều trị ổn định. Thì hiện tại ở khoa hồi sức tích cực thì còn 2 trường hợp. Thì hiện tại cũng là tình trạng còn đang nặng là bị sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan. Ngoài 4 bệnh nhân bị nặng, 31 trường hợp còn lại đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. Hiện sức khỏe đã ổn định. Mẫu thực phẩm mà tất cả bệnh nhân ngộ độc cùng sử dụng đã được gửi Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm. Dự kiến ngày mai sẽ có kết quả để xác định loại vi khuẩn gây ngộ độc.